Chào các bác vào chim và chim con ơi. Thì hôm nay em vừa đi ra một tay lưới 3 phần. 3 phần trong 5 mét 5 giây 4 túi bên em nhé. Lưới này là lưới Thái Lan 100%. Thì sau khi mà gian từ lúc 7 giờ sáng đến giờ thăm thì vào đàn chim ri này. Nhiều không? Các bác này thấy không? Rất là nhiều. Người đã đến với kênh Thần Lộc Sáp lưới bảy chim hôm nay nhá. Thì hôm nay mình vừa ra đồng và đánh một đàn chim ri nè, anh em thấy không? Rất là đã nhá. Thì mình ước chừng cái đoàn này khoảng mấy chục con đấy, nhiều lắm nhưng mà cũng không biết đâu này. Sát chân lúa cũng có này, phía trên cũng có nè, đó. Thì hôm nay mình đi ra đồng thấy một cái đàn chim này, mình mang tay lưới chim ri 3 phân ra đây đánh nè, anh em thấy không? Lưới tàng hình này, lưới Thái Lan nè. Thì bên mình hiện đang cung cấp cái loại lưới Thái Lan dòng Thái Lan 100% luôn. Cách xa như vậy mà mình để bằng ngón tay nè, không có thấy nè, tàng hình nè. Lưới của mình là lưới mắt ngang nhá anh em. Đó, không sợ bị chạy mắt lưới này. Ở phía trên là mình có thắt chống gió rồi. Cái dòng chim ri này thì nó ăn lúa thì thôi, nó phá hại mùa màng là nhiều bà con nông dân rất là bức xúc nè. Thì ngày hôm nay thì mình vừa căng xong tay lưới buổi sáng thì đến bây giờ ra thăm thì thấy không? Đó, rất là nhiều. Không biết đánh buổi chiều nữa thôi, chắc phải cả 100 con đó anh em. Mình bán tất cả cái dòng lưới từ 3 phân đến 8 phân nhá. Có dòng lưới chim ngày chim đêm đều có cả. Anh em nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại trong video á. Đây là một đó. Lưới rất là chắc chắn này. Sợi thì mảnh siêu tàng hình luôn. Sợi chim ri thì có 0.09 thôi, nhưng mà anh em thấy không, dính cả chùm cả nải như này mà không có em nào bị tuột nhá. Rồi, cảm ơn anh em, rất vui được gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và nhớ đăng ký like ủng hộ cho kênh mình và ủng hộ cho cái sản phẩm lưới bảy chim của mình hôm nay nhé.